Hi, xin chào các bạn nha. Thì ở hôm nay thì mình lại tiếp tục cái series mà chia sẻ với các bạn cách bấm những cái âm khó như thế nào và chủ yếu là những cái hợp âm chạc. Rồi, thì ở video này thì tiếp tục là mình sẽ đi đến cái hợp âm đó là si thứ nha các bạn. Thì si thứ thì đầu tiên là các bạn phải biết được cái công thức của nó, cái tọa độ của nó như thế nào. Thì ở đây mình có để tọa độ ở phía trên để các bạn có thể xem và tập theo. Và các bạn đặt tay hơn mình nha. Các bạn sử dụng chỉ chạm vào ngang thứ hai. Đó, rồi ngón giữa các bạn đặt vào dây 2 ngang 3. Đó, ngay vị này. Rồi ngón út các bạn đặt vào dây 4 ngang 4. Và ngón út các bạn đặt vào dây 3 ngang 4. Rồi, thì đó là cái tọa độ. Và âm bass của hợp âm này đó là si thứ nha các bạn. Âm bass nó là dây số 5 nha. Đó, thì về cái cách bấm á, thì các bạn hãy bây giờ các bạn nhìn cái thế tay của mình trước đã rồi mình sẽ chia sẻ nha. Đó, các bạn thấy cái bóng mình không? Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Đó, cái ngón tay cái nó kẹp lật như sao. Đó, thấy không? Đó, các bạn nhìn kỹ nha để các bạn đạt hình dung cho nó đúng. Đó. Đó, các bạn thấy vị trí mình bấm không? Rồi, đó, cái hiện tại của mình đó. Thì đó là cái thế tay của mình. Và đầu tiên á là về cái ngón chỉ thì mình đặt sao. Đây là cái cách bấm của mình thì có rất là nhiều cái bấm khác nhau. Tuy nhiên ra là mình sẽ chia sẻ cách bấm của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ những ngón này ra. Các bạn sẽ hình dung được cái ngón này. Mình bấm nó không có được thẳng lắm. Không có thẳng giống như một số người vẫn bấm. Có một số người bấm dài, bấm thẳng hầu như thẳng luôn. Tuy nhiên mình có hay lệch một tí. Nói chung là mình thấy thoải mái hơn. Thì cái phần đặt tay của ngón chỉ á là nó sẽ nó xiên các bạn, các bạn thấy nó bị xiên không? Mình không có thẳng vậy nha, nó xiên của ngón tí. Đó là các bạn nó sẽ chạm vào những cái chỗ này, các bạn thấy dấu lèn không? Nơi một bên, nơi bên này nó bị đậm hơn, các bạn sẽ hình dung được cái vị trí đặt tay của mình. Đó, nó ở chỗ này nè, đó, chính giữa là chỗ này nè. Mình đặt tay vào. Và mình đặt á là cái đốt này, cái đốt chỗ này nha các bạn. Đó, cái phần cục này nó sẽ rơi vào ở giữa cái dây thứ nhất và dây thứ hai. Đó, giữa hai cái dây này nè, 1 2 ở vị trí giữa đặt vào. Đó, đặt vào vị trí đó. Còn cái đốt mà phía trên đó nó sẽ rơi vào giữa dây 4 và dây 5. Đó, dây 4, dây 5 và mình sẽ đặt nó ở giữa này. Đó là cái cấu tạo tay của mình như vậy nha. Còn nhiều bạn khác nhau thì các bạn hãy cứ linh hoạt. Các bạn cứ đặt tay lên, đặt tay xuống. Các bạn thấy cái nào mà nó bấm mà nó ít bị tịch á thì các bạn hãy tập theo kiểu đó. Và tiếp theo thì tới cái ngón giữa thì mình đặt vào vị trí này đúng không? Đó, mình cứ đặt vào thôi. Các bạn lưu ý là đó, các bạn thấy cái tay của mình đặt không? Nó sẽ bị giống như hình chữ U vậy, bị góc khúc này. Đó, các bạn đừng có đặt dài nha, đặt dài là sai á. Đó, đẹp như thế này sai á thì đó là nó cũng không sai đâu, nhưng mà bấm dài là nó kiểu như là cái ngón cái á và ngón giữa nó sẽ dễ đụng cái dây thứ nhất là nó sẽ ra tiệt dài đó, cho nên là mình sẽ bẻ lên cho nó không bị đụng. Thì cũng tương tự cho những cái ngón này, ngón ba, ngón út thì nó cũng tương tự vậy thôi. Đặt vào rồi thì các bạn sẽ để ý thấy là ở phía giữa này, ở phía giữa cần đờn nó có một khoảng trống theo đó, các bạn sẽ thấy một khoảng trống ngay chỗ này. Chứ mình không có để sót nha, khó sót cái này là bấm rất là khó, nó sẽ không có được. Mình sẽ để dài thôi. Còn cái ngón cái á thì mình sẽ đặt tay như sau. Các bạn sẽ để ý là cái thế tay mình bấm này nó gần như hai ngón này nó song song với nhau, con ngón cái nó bị lệch qua bên này một tí thôi. Rồi thì cái phần đặt lực của nó cũng chậm vào cái xiên này chứ nó không có chạm vào giữa. Đó là mình sẽ bấm được cái âm này. Và các bạn hãy tập cho nó nhiều, mỗi ngày các bạn hãy đè mỗi các bạn dành ra cỡ 5 phút thôi. 5 phút tập liên tục nha thì mình mới thấy hiệu quả được. Thì mình nghĩ trong vòng tập khoảng 10 ngày thì các bạn sẽ đánh được. Nếu các bạn thấy cảm thấy đau tay thì các bạn hãy nghỉ ngơi một tí rồi mình tập lại chứ đừng có tránh hợp âm nha. Đó thì si thứ là nó chỉ như vậy thôi các bạn, nó có những cơ bản như vậy. Mình chia sẻ với các bạn thì mình chúc các bạn sẽ tập được hợp âm này nha.